Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay lại kênh Chuyện Tổng Hợp. Chắc các bạn cũng biết ai sẽ là vua hải tặc tương lai rồi đúng không? Vậy ai sẽ là những tứ hoàng tiếp theo của thế hệ mới? Chỉ huy mạnh nhất dưới những tứ hoàng mới, cướp biển mạnh nhất và nhiều hơn nữa, vân vân. Có lẽ sau khi tìm thấy kho báu của Roger, cướp biển sẽ trở nên thân thiện hơn và sẽ không có sống chết, tranh giành những tảng Poneglyph nữa. Sự tranh giành giữa những tứ hoàng thật sự gây chấn động cho toàn thế giới. Mọi thứ sẽ thay đổi khi Luffy trở thành vua hải tặc. Luffy sẽ là vua hải tặc và cậu ta sẽ giống như biểu tượng của hòa bình. Nhưng câu hỏi chính, ai sẽ là những vị tứ hoàng mới? Sau khi người đàn ông mạnh nhất thế giới dâu trắng chết, bây giờ chúng ta có 5 vị hoàng đế: Shanks, Big Mom, Kaido, Roden và Luffy. Luffy được liệt vào danh sách hoàng đế của biển, nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng cậu ta không cùng cấp độ tứ hoàng. Rõ ràng nhất là trong cuộc đụng độ với Kaido. Dù sao, nó không thực sự quan trọng. Bây giờ, chúng ta đang nói về chuyện của sau này. Có lẽ đến lúc đó, Big Mom và Kaido sẽ không còn là tứ hoàng nữa. Blackbeard và Shanks có thể vẫn còn bởi vì họ vẫn còn trẻ. Nhưng mình nghĩ điều gì đó sẽ xảy ra với họ và họ sẽ mất vị trí tứ hoàng này. Cái chết, bị đánh bại hoặc nhường cho người khác. Vì vậy, hãy cứ nghĩ rằng 4 vị trí này sẽ còn trống và xem ai xứng đáng thay vào nhé. Rồi có thể Zoro sẽ đạt được ước mơ của mình và anh ta sẽ trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới. Khi One Piece bắt đầu, tất cả chúng ta đều nghĩ rằng trận chiến cuối cùng của Zoro sẽ là đấu với Mihawk. Nhưng sau khi Zoro cầu Mihawk huấn luyện anh ta thì mọi thứ đã thay đổi. Zoro vẫn sẽ chiến đấu với Mihawk vì danh hiệu kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Vai trò của Sile trong câu chuyện này là gì? Có rất nhiều câu hỏi về vấn đề này. Nhưng cuối cùng thì Zoro cũng sẽ trở thành vĩ đại nhất và anh ta cũng sẽ trở thành cánh tay phải của vua hải tặc, tức kiếm sĩ mạnh nhất thế giới Zoro. Oda luôn cố gắng thể hiện rằng sức mạnh của Zoro và Sanji là như nhau, nhưng tất cả chúng ta đều biết sự thật rằng Zoro mạnh hơn. Và mình nghĩ rằng vào cuối của bộ truyện, ngay cả Sanji cũng sẽ thừa nhận điều này. Ước mơ của anh ta là tìm thấy Obru và trở thành một đầu bếp tuyệt vời, không giống như giấc mơ của Zoro, người tập trung vào sức mạnh. Sanji sẽ trở thành cánh tay trái của vua hải tặc và bác sĩ giỏi nhất thế giới Chopper, gió vương Usopp và hơn thế nữa. Bây giờ hãy nói tiếp về tứ hoàng. Eltas Captain Kidd, một tên cướp biển đến từ Shaw Blue với tiền thưởng 470 triệu berly. Kidd sở hữu một sức mạnh điều khiển từ trường. Hắn có thể sử dụng Haki báo vương, vì vậy rất có thể hắn ta có thể sử dụng cả 3 loại Haki. Kidd là tù nhân đầu tiên trốn thoát khỏi nhà tù của Kaido. Nhiều người đánh giá thấp hắn vì đã thua trước Kaido, nhưng mình nghĩ rằng Kid sẽ cho chúng ta thấy sức mạnh thực sự của hắn sớm thôi. Kid thực sự rất mạnh và có lẽ hắn sẽ là siêu tân tinh mạnh thứ 3 vào cuối One Piece. Ước mơ của Kid là trở thành vua hải tặc và hắn sẽ làm mọi thứ để đạt được nó. Nhưng rất có thể hắn sẽ trở thành một trong những tứ hoàng. Tứ hoàng tóc đỏ được một tên tóc đỏ khác kế thừa cũng có vẻ hợp lý. Còn cụt tay như nhau nữa chứ. Mục tiêu chính của Law là trả thù Doflamingo và anh ta sẽ hoàn thành nó. Bây giờ anh ta muốn hạ gục Kaido. Dường như anh ta không muốn trở thành vua hải tặc. Nhiều người xem anh ta là dâu trắng tiếp theo và điều đó có vẻ đúng. Anh ấy lạnh lùng như dâu trắng. Mục tiêu của anh ấy không phải là One Piece, vì vậy mình nghĩ anh ấy sẽ là tứ hoàng tiếp theo. Nhiều giả thuyết rằng Law sẽ chết trong tương lai để cứu sống Luffy. Nhưng nếu anh ta không chết, anh ấy có thể sẽ trở thành một tứ hoàng. Một ứng cử viên khác là thuyền trưởng của băng hải tặc Kuza, Boa Hancock. Cô ấy thực sự mạnh mẽ và sở hữu cả 3 loại Haki. Nhiều người nghĩ cô ấy là nữ hoàng hải tặc tương lai, nhưng không biết Luffy và cô ta có thành đôi được không. Nhưng mình nghĩ cô ấy sẽ là một tứ hoàng tương lai, 3 nam, 1 nữ. Cô ấy là ứng cử viên tốt nhất để thay thế Big Mom. Bây giờ mình sẽ kể tên các ứng cử viên khác. Barney, một sự thay thế khả dĩ khác cho Big Mom, nhưng chúng ta không biết sức mạnh thực sự của Barney. Vì vậy, mình còn chưa thể nói bất cứ điều gì. Marco, nếu ông ta tập hợp một băng hải tặc và từ chối làm bác sĩ ở làng Dâu Trắng, thì ông ta thực sự có thể trở thành một trong 4 hoàng đế. Trong chắp trước, hải tặc băng Big Mom nói rằng Kuta Kuri có thể trở thành thuyền trưởng tiếp theo của cướp biển Big Mom. Nếu có chuyện gì xảy ra với Big Mom và Katakuri trở thành thuyền trưởng, ông ta sẽ tự động trở thành tứ hoàng. Nhưng ông ta không mạnh đến đẳng cấp của tứ hoàng nên sẽ không tồn tại được lâu. Vì tuổi ông ta cũng đã hơi cao rồi, khả năng phát triển sức mạnh thêm nữa rất khó, không so sánh được với top trẻ. Crocodile, chúng ta thấy hắn đang là chùm một tổ chức và đang trốn ở đâu đó trong tân thế giới. Không biết kế hoạch tương lai của hắn sẽ là gì, nhưng chúng ta biết rằng hắn thực sự thông minh và mạnh mẽ.
Một lựa chọn khác, đó Flamingo hoặc Buggy. Buggy có một băng hải tặc hùng mạnh theo hắn ta một cách mù quáng. Ngay cả dâu trắng cũng thừa nhận băng của ông cũng phải đau đầu khi phải chiến đấu với băng hắn. Buggy cũng là thành viên của hải tặc của Roger và là bạn thân của Shanks, cùng với Haki Gió Vương không thua kém gì với Thánh Usopp. Vì vậy, đừng ngạc nhiên nếu Buggy trở thành một trong những tứ hoàng ở cuối One Piece nhé.